Anh em có biết đây là cái hộp gì không? Ở ngoài nó có chữ Jiyun nhé. Thì đây là một chiếc chống rung dành cho điện thoại. Thì mình sử dụng cái này để tránh cái trường hợp quay nó rung lắc, anh em xem khó chịu. Ok, giờ thì bắt đầu chúng ta sẽ mở hộp. Cái này thì giá mới cứng của nó hiện tại thì đang là 1.890.000 thì phải. Còn đây thì mình mua cũ chỉ vào 1.000.000 thôi. Tại vì mình sinh viên mà không có tiền mà. Mình mua với giá là 1.000.000 nhưng mà dùng thì vẫn rất là mới. Đây, coi như là bóc hộp luôn. Đây, cái này thì chúng ta nhấn khởi động này. Nó có rất nhiều nút. Đó. Cái này thì chúng ta sẽ có kèm theo là cáp tai xi này. Nhìn cáp rất là đẹp. Tripod này. Cái này thì chúng ta sẽ gắn vào đế này. Và gói hút ẩm. Đồ điện tử thì hầu hết chúng ta sẽ cần phải có gói hút ẩm, không thì nó hỏng hết. Đó. Cái này thì đi chơi chúng ta sẽ mang đi và chúng ta quay. Quay thì nó không bị rung. Đó, chúng ta sẽ cần có một cái điện thoại này. Giờ mình sẽ gắn vào. Mình sẽ dành riêng một clip để review thật kỹ cái gimbal này cho anh em xem nhé. Đấy. Chúng ta sẽ quay ngang ra như này. Thì đầu tiên chúng ta cần cân cái trục này cho nó đỡ tốn pin. Rồi. Chúng ta sẽ bật lên này. Cái này pin rất là trâu anh em nhé. Cái này pin nó lên tới là 20.000 thì phải. Cái này dùng anh em hết pin mấy cái điện thoại rồi vẫn cái tay cầm thì vẫn còn pin. Và cái tay cầm này cũng có thể là mình dùng để sạc pin điện thoại, nó như một cái sạc dự phòng luôn, cũng khá là hay. Đó, quay ngang quay dọc nó không bị thay đổi anh em nhé. Đấy. Ban nó rất là chậm. Đó. Đây là cái tripod này. Cái tripod này thì anh em gắn vào đây. Gắn vào đây anh em để đứng. Em sẽ để đứng nó xuống. Ok chưa? Mình sẽ cho camera ra đây cho anh em nhìn rõ nhé. Đây, quay. Khá là ok đấy. Sinh viên mua thì chỉ mua những cái loại này thôi. Đây là cái chiếc camera hành trình của mình. Thì cái này có tên là Xiaomi G anh em nhé. Cái này thì mình mua cũng là mua cũ luôn, mình mua cũ như là có 600.000 thì phải. Cái này nó sẽ có đây pin ở trong này. Pin. Cái chân tripod này thì mình cũng mua này, mình mua 25.000 trên Shopee anh em nhé. Đây là cái cáp tai xi của chân sạc này. Rồi thì trong thời gian tới thì mình sẽ làm những clip mua hàng trên mạng ấy. Anh em xem có ok không, mình sẽ cố gắng là review nhiều sản phẩm cho anh em, bởi vì là hiện giờ trên mạng nó có rất nhiều gặp mặt hàng nó tràn lan, anh em không biết chọn sản phẩm nào nó ưng ý ấy. Thì mình sẽ nghĩ ra một cái giải pháp là review sản phẩm trước cho anh em muốn mua gì mình sẽ mua và review trước. Ok chưa? Ok, clip của mình đến đây là hết nhé. Thì chúc tất cả anh em xem clip vui vẻ này và luôn ủng hộ mình. Thì sắp tới mình sẽ làm cái chủ đề như vậy, thì mong được anh em ủng hộ. Mình xin cảm ơn tất cả nhé. Ok, giờ thì bye bye.